giảng bài học hôm nay à. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin đảnh lễ Đức Phật. Con thành kính đẩy đến Thượng Thọ Thanh Tâm. Kính chào Diễn Nguyễn và Mộng Năm. Kính chào Diệu Pháp, kính chào Quý Sa Khát. Xin chào VN 2007 và kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay sao lớp học của chúng ta lớp học của chúng ta vắng quá hả quý vị? Bây giờ thì cái lớp học nó vắng, vắng. Nếu mà vắng như vậy thì chúng tôi sẽ giảng từ từ, giảng rỉ rả cho quý vị nghe ha, cho quý vị nghe ha. Mình khỏi giảng cái gì nó nhanh hết mà giảng rỉ rả cho quý vị nghe thôi. Rồi cái gì quý vị thích nghe quý vị thích nghe thì quý vị có thể báo cho chúng tôi biết rồi chúng tôi sẽ tiếp tục. Còn khi mà mình thấy không có, cũng như là nó làm cho mình chán thì quý vị cũng báo cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ chuyển hướng. Vậy thì hôm nay đó chúng tôi cũng tiếp tục về cái bài Mangala Sutta, có nghĩa là kinh điềm lành hay là kinh hạnh phúc đó, mà chúng tôi đang trình bày ở cái đoạn thứ năm. Trong cái đoạn thứ năm này đó, nó chia ra được rất là nhiều cái phần mà chúng ta đang học ở trong cái phần là những cái nghề nghiệp Sipa, những cái nghề nghiệp thông thạo về các cái nghề nghiệp đó. Vậy thì trước khi đi vào thời thuyết giảng thì xin được thành tâm làm lễ tam bảo bốn tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwa de mi sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatthipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami Lokassa na thavaramutta ma hằng buddhan cha thamman cha banna ma mi sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thần khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái đoạn kệ số 5 nói về cái phần nghề nghiệp thì vậy thì ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái cuộc tu này, miễn sao chúng ta làm một cái nghề gì mà nó không hại mình, nó không hại người là được rồi. Có nghĩa là nói về cái nghề quý đó vậy thì cái nghề cao quý này đó là nó đem lại cái lợi ích gì? Khi mà chúng ta thực hành đúng pháp sẽ đem lại cái lợi ích cho mình hoặc là cho nhiều người.
dù cho cái nghề đó là cái nghề gì, nhưng mà chúng ta nhớ là mình phải tránh ra những cái nghề sát sanh, những cái nghề trộm cắp, những cái nghề mà nó liên quan đến đến cái sự mà làm hại, giết hại chúng sanh này chúng sanh kia, thì những cái nghề đó chúng ta phải tránh ra thôi. Cái đó là bắt buộc rồi, chứ không phải nói rằng là vì cái hoàn cảnh, vì cái điều này điều kia. Thì cái đó là do con người của chúng ta, do nhiều lúc chúng ta biết, chúng ta biết cái tác hại nó, biết cái sự đau khổ của nó đó, thì tự động chúng ta tránh ra, tự động chúng ta tìm cái cách chúng ta tránh ra những cái nghề đó thôi. Chứ thật ra nó chỉ thấy rằng do mình còn sợ về cái, những cái nghề đó, nó sẽ đem lại cái sự khổ cho chúng ta rất là nhiều, quý vị. Nhất là những cái nghề sát sanh, những cái nghề mà đụng chạm đến sát sanh, hoặc là ngay cả những cái nghề mà mình làm những cái sự sự kiện đồ này kia vân vân. Nhưng mà những cái nghề đó nó cũng phải làm cho mình cái tâm của mình nó vững, mình không có bị thiên lệch về bên này, thiên lệch về bên kia. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Nó sẽ ở trong một cái đời sống này thì chúng ta chưa có thấy quả chỗ, chứ nếu mà ở trong cái tương lai đó, khi mà những cái nghề mà xấu, những cái nghề mà bất thiện đó, nó sẽ đem lại cho mình khổ đau rất là nhiều. Vậy thì đối với cái nghề cao quý là những cái nghề, thí dụ như là chúng ta làm những cái nghề nó chơn chánh, nó không có đem lại cái sự hại mình, không có đem lại cái sự hại người. Cho dù là ở trong kinh Đức Phật nói, cho dù là cái nghề đó là một cái nghề mà nó không có cái bề ngoài cao sang gì hết, nhưng mà phải mà mình giỏi trong cái nghề đó là được. Mình giỏi trong cái, có nghĩa là mình có cái sự điêu luyện, hoặc là mình có cái sự giỏi ở trong cái nghề đó, thì coi như là Đức Phật nói là chúng ta có cái sự mà giỏi ở trong cái nghề đó đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta có nhiều cái lợi ích lắm, quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó, ở trong tăng đoàn của Đức Phật đó, cũng có một cái ông thợ mộc là Banh Chắc Căn Gác. Cái ông thợ mộc, cái vị này á, quý vị biết rằng á, là coi như là tại sao mà có cái tên là Banh Chắc Căn Gác, tại sao mà cái người mình chờ alo có anh ta. Sao Cúc hôm qua nay Cúc có tí xíu nghỉ mất tiêu mà anh ta. Rồi rồi đến nữa.
Dạ quý vị. Anh Thớ anh bước lên anh chỉ cái đường nước cho thợ cho cái thằng xe cuốc nó cho thằng xe cuốc nó cuốc kéo ống nước lên để trúng ống nước nữa cuốc hết mấy cái gốc cây đó anh nó công trình giùm tôi cái nha kêu nó làm cho lẹ đi rồi rồi ok. Xin lỗi quý vị, quý vị còn nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Chúng tôi cáo lỗi chúng tôi tiếp tục. Quý vị biết khi mà nói về cái nghề nghiệp ở trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn ngày xưa đó, cũng có những người có cái nghề nghiệp rồi sau đó người ta đi tu sau đó người ta vào ở trong đó xuất gia. Thí dụ như quý vị thấy rằng trong tăng đoàn có một cái vị đó là thợ mộc banh chát căn giá. Banh chát căn giá có nghĩa là năm cái món, banh chát là năm, căn giá là cái phần, cái chi phần đó. Thành ra đó cái người thợ mộc này là tên là banh chát căn giá, có nghĩa là do đi đâu đi đâu cái vị này cũng đem theo. Thí dụ như là đem theo rìu, đem theo đục, đem theo thước, đem theo búa, đem theo dây mực. Đó, cái dây đo nó bị thành ra ở trong căn đoàn gọi cái vị này là banh chát căn giá. Ông thợ mộc banh chát căn giá có nghĩa là ông đi đâu cũng đem theo năm cái món này hết. Nhưng mà quý vị biết rằng ông thợ mộc này là một cái người thợ giỏi. Thành ra đó lúc nào đức vua lúc nào đức vua Bách Xê Na Đí có kêu xây cất cốc liêu hay là kiến tạo cái gì đức vua cũng cũng gọi cái vị này. Rồi sau đó đó cái vị này xuất gia đó thì khi mà xuất gia đó rồi cốc liêu mà của các vị sư mà bị hư hay cái gì đó cũng nhờ cũng lợ mờ cái vị này coi như là sửa giùm có cái sự mà sửa chữa giùm đó. Thành ra đó chúng ta thấy rằng ở đây đó, khi mà mình dùng cho cái nghề gì cũng vậy quý vị, mà miễn sao mà mình có cái sự điêu luyện ở trong cái nghề đó là được rồi. Ngay cả mà Đức Phật nói đối với cái nghề mà chăn bò cũng vậy, cái nghề chăn bò mà quý vị biết rằng mà chúng ta có kinh nghiệm, cái nghề chăn mà chúng ta mà có kinh nghiệm thì cũng được mà cũng tốt nữa đó. Thành ra đó quý vị biết ở trong kinh điển nói về khi mà nói về cái người chăn bò, Đức Phật cũng giảng dạy Đức Phật cũng nói về cái người chăn bò thì đó phải biết là biết có 11 cái pháp của cái người chăn bò. Thứ nhất cái người chăn bò phải biết rõ các sắc rồi cái thứ hai là cái người chăn bò phải phân biệt được các cái tướng. Rồi cái điều thứ ba đó cái người chăn bò phải biết trừ bỏ những cái trứng, những cái con bọ chết đó, những cái con bọ chết mà ở trong mình cái con bò. Rồi thứ tư là phải biết gắn bó với thương, thứ năm là phải biết xông khói cho con bò. Chúng ta biết rồi xông khói cho con bò nhiều khi muỗi hoặc là ruồi hoặc là những cái con côn trùng, cái người chăn bò cũng phải biết cái cách đó nữa. Rồi cái thứ sáu là khi mà dẫn cái đàn bò mà băng qua một cái chỗ nào đó nó thuộc về sông về suối đó, thì cái người chăn bò cũng phải biết cái chỗ nước có thể lội hay không đó. Rồi cái pháp thứ bảy là phải biết cái chỗ mà nước uống nào nó thích hợp mà cho cái đàn bò. Rồi phải biết đường biết cái đường lối dẫn đi. Rồi thứ chín là phải khéo léo khéo léo cho cái đàn bò mình nó ăn cỏ ngay chỗ nào. Rồi cái thứ 10 là không có vắt sữa khô kiệt. Cái 11 là biết chăm sóc những con bò đực, những con bò già đầu đàn.
Đó thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, khi mà cái người chăn bò, ngài cũng giảng chăn bò nghe về cái pháp đó, nghe về cái pháp đó, thì sau khi mình nói về cái cách chăn bò của cái người chăn bò rồi á, thì quý vị thấy rằng á, lúc đó Đức Phật cũng đưa cái ví dụ này vào cái đời sống tu tập mà dạy cho, để làm ẩn dụ, để dạy cho các vị tỳ khưu. Đối với chăn bò á, có 11 pháp này, thì cái vị tu sĩ, cái vị mà tu tập trong cái giáo pháp này cũng có 11 cái pháp y như vậy. Người chăn bò người ta biết rõ các sắc, thì cái vị tỳ khưu á, cũng biết rõ các sắc là như thế nào. Có nghĩa là cái vị tỳ khưu á, biết phân biệt như thật, biết rõ đây là sắc tứ đại, đây là sắc do nương vào sắc tứ đại hình thành. Đó, bây giờ quý vị tu, bây giờ chúng tôi ngày hôm nay chắc có lẽ chúng tôi giảng cho quý vị nghe 10 pháp, 11 pháp ở chăn bò này. Đó, bây giờ á, quý vị thấy rằng á, quý vị tu tập bao lâu nay, quý vị nghe pháp bao lâu nay, thì quý vị có phân biệt được các sắc này không? Quý vị có phân biệt được các sắc này không? Bây giờ một cái vật gì đó, một cái vật gì đó quý vị đang ngồi, quý vị đang cầm ở trên bàn đi, quý vị đang cầm một cái vật gì ở trên bàn đó, bây giờ đó quý vị có phân biệt đó là cảnh gì không? Khi mà mình bây giờ quý vị ngó vô cái màn hình, quý vị ngó vô cái màn hình thì quý vị phải phân biệt đây là cái cảnh gì, đây nó thuộc về cái cảnh sắc, đây nó thuộc về cái cảnh sắc đó. Chúng tôi nói ra đó thì nhiều khi nói ra đó thì người ta giận, nhưng mà không nói thì người ta lại không biết, mà không biết thì nó sẽ dần dần nó sẽ đi vào cái sự dần dần nó sẽ đi vào cái sự chấp thủ. Cũng như quý vị thấy rằng mình tu tập mà mình không biết rõ được các sắc, rồi sao mà mình xin lỗi quý vị. Bây giờ chúng tôi nói lại, đối với cái người chăn bò đó là người ta cũng biết rõ các sắc, thì cái vị tỳ khưu tu tập ở trong giáo pháp này cũng phải biết rõ các sắc, quý vị cũng phải biết rõ các sắc. Mà quý vị biết rõ các sắc là như thế nào? Mình nhìn ở đó mình biết đó là cảnh sắc, mình nhìn ở đó, mình nhìn vô cái hình ảnh đó là mình biết rằng là đây là những cái sắc này là do tứ đại, do sắc y sinh nó nương nhau mà nó hợp thành đó. Rồi bây giờ quý vị đem ứng dụng vô đời sống thực tế của mình, đời sống thực tế của mình, những cái đồ đó mình đang sử dụng, những cái đồ đó rồi mình biết, mình biết cái gì, đây là cảnh sắc, còn những gì mà mình nếm được đây là cảnh vị, rồi mình phân biệt được cái này có thức tánh không, cái này có thức tánh không, cái kia có thức tánh không. Đó, bây giờ con nó đang bay, con gà nó đang chạy, con mèo nó đang ở trước mặt chúng ta, những con chó nó đang ở trước mặt chúng ta, thì chúng ta biết chúng sanh đó có thức tánh, mình cũng là chúng sanh tánh, nhưng mà do cái phước của mình, cái thiện nghiệp gì đó của mình ở trong quá khứ mình đã tạo, thành ra bây giờ mình có được cái thân người, mình cũng có cái sự biết, có mình biết nóng, biết lạnh, biết xúc chạm, biết nếm vị, vân vân, nhưng mà mình có một cái hình dáng con người là do một cái thiện nghiệp gì đó ở trong quá khứ của mình đó. Còn con chó, con mèo, con chim, con gà nó ở trước mặt mình, nó cũng là một cái chúng sanh có thức tánh, nó cũng biết
Nó cũng biết ăn, nó cũng biết ngủ, nó cũng biết đau, nó cũng giống như mình. Nhưng mà do cái nghiệp gì đó ở trong quá khứ là đã hình thành cho nó có một cái ngũ uẩn như vậy, có một cái hình tướng là có một cái đời sống là cái loài bàn xanh đó. Thì một vị tu tập là mình phải biết được cái điều đó. Rồi ngay cả đến cái chuyện mà quý vị ăn, là ngay cả đến cái ăn, quý vị cũng biết đây là cái gì, những cái vật thực mà nó không có liên quan gì đến cái thức tánh ở trong đây nữa, là nó không có liên quan gì đến những cái thức tánh ở trong đây nữa. Có nhiều khi quý vị thấy không, có nhiều khi nhá, là quý vị thấy người ta phân biệt chay và mặn là như thế nào, là như thế nào là chay và mặn. Quý vị thấy rằng á, mình ở đây mình tu tập á, mình không phân biệt đây là thức tánh, đây là những cái mà có thức tánh, đây là những cái không có thức tánh. Cũng như chúng tôi hỏi quý vị á, tại sao mà khi mà mình có người thân mà ra đi rồi đó, người thân của mình ra đi rồi đó, mà nếu mà đối với ở bên nước ngoài á, thì người ta mổ ra, người ta lấy hết những cái bộ đầu lòng, gan, ruột, phèo, phổi gì đó, người ta lấy ra hết rồi người ta mới giao lại cho mình làm đám. Tại sao mà người ta lấy ra như vậy? Tại vì người ta biết rằng người đó đã chết rồi, cái thức tánh còn nữa, người ta mới lấy những cái đó ra, rồi người ta mới giao cái xác nó lại cho mình làm đám. Rồi tại sao mà những con này con kia mà khi mà nó chết rồi thì mình lại là mình nghĩ là mình ăn thịt đó, là mình ăn thịt chúng sanh là như thế nào đó. Thành ra đó, một cái vị tỳ kheo á, khi mà tu tập đó, là mình phải biết là phân biệt, là nhận thức rõ, là những sắc, là các sắc đó, đó. Chứ bây giờ á, mà mình cứ bị lẫn lộn cái chỗ này. Mà cái chỗ này á, chúng tôi nhiều lần chúng tôi nói á, là nó rất là thô, nó rất là dễ nhận biết. Mà mình không nhận biết được thì phiền não nó sanh khởi ở trong tâm, xong rồi mình biết được phiền não nó sanh khởi trong của mình thì mình không mình biết được. Bây giờ quý vị tu tập mà quý vị không phân biệt được, quý vị không phân biệt được chúng sanh nào là có thức tánh, là chúng sanh nào không có thức tánh đó. Bây giờ nói một câu á, nó quý vị phân biệt được không? Đánh con chó chết và đánh chết con chó, là cái điều nào có tội quý vị? Đánh con chó chết, đánh chết con chó, là cái điều nào có tội đó? Đó quý vị thấy không, đánh con chó chết, đánh chết con chó, cái câu nào có tội, là cái điều nào? Có nghĩa là đánh con chết thì nó đâu có tội không mày, chừng nào mà đánh chết con chó kìa. Nó thành ra có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà chúng một cái chúng sanh đó nó không còn thức tánh nữa rồi thì mình không có bị phạm tội ở trong đó, mình không có bị phạm giới phạm tội ở trong đó. Mình phải phân biệt kỹ về cái điều này đó. Thành ra chúng ta thấy có cái gì là chay, có gì là mặn đâu. Có gì hay, có gì là mặn đâu. Nhưng mà tại vì quý vị thấy rằng có những người người ta chấp vào cái điều đó. Mà quý vị thấy rằng mình chấp vào cái điều đó, mình cứ đi xung quanh ngay đó mà. Mình đi xung quanh ngay đó, mình không có học được cái pháp của Đức Phật. Mình không có học được á. Nếu mà mình cứ chấp ngay chỗ đó hoài là mình không có học được cái pháp của Đức Phật đó. Thành ra đó, một vị tỳ kheo là một người chăn bò, ta biết rõ các sắc thì vị tỳ khưu tu tập cũng biết rõ các sắc. Cái người người ta khéo phân biệt các tướng thì cái vị tỳ kheo cũng là khéo biết phân biệt các tướng. Có nghĩa là cái vị tỳ khưu á, biết như thật là cái kẻ ngu, cái nghiệp tướng của kẻ ngu là như vậy, cái người trí và cái nghiệp tướng của người trí là như vậy. Nó có nghĩa là mình thấy rồi cái kẻ ngu là như thế nào, cái người ngu là như thế nào, rồi cái nghiệp tướng của cái người ngu đó, có nghĩa là những cái hành động của người ngu đó, những cái hành động của người ngu đó, có nghĩa là
mình chỉ cần nhìn thôi, là mình nhìn mình biết thôi, à, cái người này là chuyên môn mà làm những cái chuyện mà nó không nên làm mà à, lại làm, mà hoặc là cái người này á đối với thân khẩu ý à, luôn luôn thốt ra những cái lời đó à, luôn luôn nói những cái lời đó, thì mình nhìn à, mình nghe là mình biết liền à. Đó mình thấy cũng như chúng tôi thật sự ra đó, ở trong cái cuộc tu này chúng tôi rất là sợ mà những cái người mà những cái người mà chuyên môn tối ngày cứ to nhỏ chúng tôi nhìn những người đó là làm như riết là mình có cái kinh nghiệm quý vị à, mình có cái kinh nghiệm mình thấy ví dụ như cái người nào á, mà chuyên môn đi đến là nói với người kia à, tôi nói cho bà nghe nha, cái này là thật, cái này xong bà nghe bà giữ kỹ nha, đó là thật sự ra đó chúng tôi mà gặp những cái người đó chúng tôi rầu lắm quý vị à, chúng tôi gặp những cái người đó chúng tôi rầu lắm à, thật sự ra đó là mình không biết người ta nói nó đúng hay nói sai, nhưng mà cái đầu tiên là đem lại cái phiền não à, đầu tiên là đem lại cái phiền não cho cái người nghe rồi, còn á, bây giờ mà quý vị thấy à, người ta thông báo nha à, sắp tới đây có một cái ngày hành thiền tích cực, một cái hoặc là một cái vị đó à, về cái đạo tràng mình giảng vân vân, tại sao mà à, những cái điều đó mà không nói quý vị à, những cái điều đó không nói, hoặc là khi mà mình thấy cái mùa nhập hạ của chư tăng đã đến rồi à, thì mình coi như là mình rủ nhau mình quyên góp à, một người một đồng hai đồng ba đồng, nói chung là có một cái tấm lòng gì đó à, có một cái sự quan tâm gì đó à, mà mình để ý đến à, cái đời sống tu tập à, cái đời sống tạo phước, quý vị thấy không, khi mà Đức Phật à, sắp sửa viên tịch Niết Bàn, chư thiên ở các cõi à, chư thiên ở các cõi, quý vị biết rằng hồi bữa chúng tôi giảng cái bài đó đó, chúng tôi coi ở trong là quý vị biết rằng là khi mà các vị chư thiên á, biết Đức Phật á, sắp sửa niết là Đức Phật sắp sửa niết bàn rồi, chư thiên á, ở bốn châu là chư thiên ở bốn châu mà, rồi mỗi một châu như vậy đó là có 500 cái hòn đảo, đó là cộng lại là 2.000 cái hòn đảo. À, chư thiên ở 2.000 hòn đảo, rồi chư thiên ở bốn châu súng lại là coi như là bỏ vật thực vô cái thức ăn của Đức Phật, là bỏ vật thực vô cái thức ăn của Đức Phật, thành ra quý vị biết không, cái vật thực đó đó là cái chất bổ của chư thiên quá nhiều mới ức chế được à, mới ức chế được cái cơn đau mà bệnh kiết lỵ của Đức Thế Tôn, là cái cơn đau mà do cái bệnh kiết lỵ mà nó hoành hành là Đức Thế Tôn đó đó, mà nhờ cái chất ở trong chú giải nói đó, nhờ cái chất bổ của chư thiên đó, ngăn lại một phần à, ngăn lại một phần, thành ra đó cái nó làm cho đỡ đau đi quý vị à, là một điều rồi đó, cái điều thứ hai cái ý chư thiên nghe Đức Thế Tôn à, sắp sửa viên tịch Niết Bàn, thành ra tranh thủ người bỏ vô miếng à, tôi cũng đáng cũng nhường miếng thuốc bổ vô nha, miếng chất bổ vô cái thức ăn của cha lành của muôn loài đó đó, thành ra đó ở trong chú giải đó, nói là coi như là người ta tranh thủ mà người ta tranh thủ người ta tạo phước đó, đó. Thành ra đó cái vị tỳ kheo á mà biết biết phân biệt các tướng có nghĩa là như thế nào, nhìn cái tướng người đó à, nhìn cái tướng có nghĩa là cái thân khẩu ý cái sự thể hiện á, là biết cái người đó là cái người trí là cái người ngu rồi, hễ mà người ngu mình tránh à, người trí á, thì mình à, thân cận đó, rồi cái người chăn bò đó mà biết trừ bỏ những cái con bò chét, những đừng nói là con bò chét mà cái trứng bò chét là cái người chăn bò phải biết à, trừ bỏ là có nghĩa là như thế nào, cái vị tỳ khưu cũng trừ bỏ cái trứng à, của con bọ chét à, cái vị tỳ khưu trừ bỏ cái trứng con bọ chét à, là như thế nào, là có nghĩa là khi mà dục tầm à, khởi lên à, sân tầm khởi lên hại tầm khởi lên, có nghĩa là những cái tư duy những cái suy nghĩ về dục những cái suy nghĩ về sân những cái suy nghĩ về hại vân vân vừa khởi lên là cái vị đó tránh à, không cho mày khởi à, không cho khởi lên à, từ bỏ nó liền tránh né nó liền,
chấm dứt nó liền, là làm cho nó không có tồn tại ở trong tâm mình đó. Nói quý vị nha, quý vị chờ chúng tôi một xíu. Dạ đó, thành ra đó quý vị biết là coi như là cái vị tỳ kheo, là cái vị tỳ kheo mà khi mà tu tập là cũng phải biết là bắt những cái trứng của con bò chét này bỏ ra, là bỏ nó ra, có nghĩa là đối với dục tầm, sân tầm, hại tầm, đó là những cái suy nghĩ về cái sự ham muốn, những cái suy nghĩ về cái sự nóng nảy, những cái suy nghĩ về mà muốn hại người, vân vân. Hễ mà nó khởi lên là coi như là mình tránh né nó liền, là mình từ bỏ nó liền, mình đoạn diệt nó liền, mình không có để nó tồn tại, thì cũng mình coi nó như là cái gì quý vị, coi nó là như là trứng của con bò chét vậy đó. À, mình không có ấp ủ nó ở trong tâm mình, mình không có ấp ủ nó ở trên người của mình chi. À, những cái trứng của cái con này nó có tác hại, tác hại đó. Rồi cái người chăn bò đó, người ta biết băng bó vết thương, cái người chăn bò có biết băng bó vết thương thì đời sống tu tập của vị tỳ khưu cũng sao quý vị, cũng biết băng bó vết thương. Có nghĩa là cái vị tỳ khưu khi mắt thấy sắc, không có nắm giữ tương riêng tương chung, không có nắm giữ lại một cái gì hết, có nghĩa là cái vị tỳ khưu mà băng bó vết thương là khi mà nhìn nhìn người khoái, hoặc là nhìn một cái gì đó, nhìn cái gì đó, chúng ta nhìn, chúng ta chỉ biết thí dụ như tóc là tóc thôi, tóc là tóc thôi, chứ không phải là tóc đó nó mượt mà, hay là chúng ta nhìn đối với cái làn da, có thể là chúng ta nhìn chúng ta chỉ biết cảnh sắc thôi, hoặc là da thì chúng ta nhìn chúng ta biết da thôi, chứ chúng ta cũng không có phân biệt làn da này là da trắng nè, làn da này sử dụng mỹ phẩm nhiều nè, da này da này người ta nói là da cái gì á, nó cái gì mà như mà mấy người mà người ta gặp mà người ta nói nước da bánh ít gì đó đủ thứ chuyện hết. Đối với ở trong thế gian của mình thì người ta đặt ra rất rất là nhiều quý vị, người ta đặt ra rất là nhiều. Đối với một cái vị mà tu tập đó, chúng ta nhớ 32 thể trược, tóc lông móng răng da, chúng ta niệm vậy thôi, chúng ta niệm vậy thôi, biết vậy quá nhiều rồi, biết vậy là quá nhiều rồi đó. Mà còn thời nay đó thì người ta biết còn nhiều hơn nữa. Tóc có thiện ta biết là tóc này là tóc nhộm, hay là tóc này là tóc gì đó, vân vân đó. Thành khu thì không nên nên như vậy. Cái tướng chung tướng riêng là như thế nào? Tướng chung tướng riêng á, nếu mà nói một cách tổng quát, chúng ta nhìn chúng ta phân biệt người đó là người nữ, người phụ nữ, hoặc là người nam, đó là mình nhìn cái tướng chung tướng riêng. Rồi có nhiều người ta nhìn nó còn sâu hơn nữa, là ví dụ như là cái người nữ đó đẹp hay là xấu, mập hay là ốm, cao hay là thấp, vân vân. Cái đó là cái tướng riêng. Thì cái vị tỳ khưu không có nắm giữ những cái tướng này, mình không có nắm giữ những cái tướng này ở trong tâm của mình, là biết băng bó vết thương, mình biết băng bó vết thương. Rồi cái người chăn bò đó, người ta có cái sự xông khói đối với con bò đó, mà mình xông khói, mình đuổi mũi, đuổi những cái con này con kia đó, quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho con bò nó dễ chịu. Thì cái con người của mình cũng vậy, cái con người của chúng ta cũng vậy, cái vị tỳ khưu á phải biết giảng dạy một cách rộng rãi những cái điều gì đó mình biết. Thí dụ như mình có được một cái pháp gì đó, hoặc là mình có học được một cái câu Phật ngôn gì đó, mình phải biết đem ra thuyết giảng cho cái người mà người ta thích nghe, cái người người ta thích thọ trì. Thì như vậy
vậy á, gọi là cái vị tỳ khu mà biết sông khói. À, cái vị tỳ khu biết sông khói. Rồi à, cái người chăn bò đó à, biết cái chỗ nước có thể lội qua. Thì cũng vậy, cái vị tỳ khu à, cũng biết cái chỗ à, nước lội qua là như thế nào. Có nghĩa là cái vị tỳ khu á, là coi như là thỉnh thoảng phải đi tìm đến những cái vị tỳ khu mà đa văn, mà có nghĩa là những cái vị tỳ khu người ta hiểu được điều này điều kia, à, biết được pháp, biết được lực, vân vân, người ta nói chung là được lời dạy của Đức Phật. À, thỉnh thoảng mình phải đi đến đó, à, hoặc là thỉnh thoảng mình phải đi đến những cái bậc mà trì pháp, trì lực, à, những cái vị, nói chung là những vị biết ở trong giáo pháp này, à, biết cái lời dạy của Đức Phật, đến chi để đi đến để hỏi cái ý nghĩa này là như thế nào, bạch ngài. À, tại sao mà lúc mà Đức Phật niết bàn, sắp sửa niết bàn, chư thiên sống lại bỏ vật thực, bỏ chấp mẫu rồi vô chi vậy ngài, ăn nhiêu đó đủ rồi này kia. Đó có nghĩa là à, mình phải đi đến, mình gặp những cái bậc à, trì pháp trì lực này kia, à, những cái bậc đa văn để mà mình hỏi cái điều này điều kia. À, tại sao mà có cái y tắm mưa, là tại sao mà có cái lễ hội dân y tắm mưa đồ này kia. Đó, mình phải đi đến mình hỏi. Đó, là có nghĩa là cái vị tỳ khu, cái người chăn bò, người ta biết cách dẫn cái đàn bò có thể lội qua được cái dòng nước đó. Thì cái vị tỳ khu cũng vậy. Có nghĩa là cái vị tỳ khu phải biết đi đến hỏi các vị mà trì pháp, trì lực này kia vân vân. Về cái vấn đề mà ở trong chánh pháp, để chi? Để đoạn trừ. À, đoạn trừ những cái nghi hoặc nghi đó. Rồi à, cái điều thứ bảy á, là cái người chăn bò á, là người ta biết chỗ à, đem biết chỗ dẫn cái đàn bò lại uống nước. Thì cái vị tỳ khu cũng vậy đó. Vị tỳ khu á, ở trong cái ở trong cái điều thứ bảy này đó, cái vị tỳ khu phải biết rõ cái chỗ có nước uống là như thế nào. Có nghĩa là cái vị tỳ khu đó phải biết là pháp, và cái nào là pháp và lực của Đức Phật dạy, để làm chi? Để tu tập, để đạt đến cái nghĩa tính thọ, hoặc là cái pháp tính thọ, hoặc là đạt đến cái sự hân hoan liên hệ đến pháp. Đó, cái vị tỳ khu là phải như vậy. Rồi cái người chăn bò đó, người ta biết rõ con đường, thì cái vị tỳ khu cũng biết rõ con đường. Con đường của cái vị tỳ khu đó, mà để mà hành trì, để mà tu tập là con đường gì? Con đường bát thánh đạo. Con đường bát thánh đạo như thế nào, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, đó vân vân. Phải biết rõ cái con đường đó. Cái người chăn bò đó, người ta khéo léo với cái đàn bò, có thể ăn cỏ ở nơi đâu, thì cái vị tỳ khu cũng phải như vậy. Có nghĩa là cái vị tỳ khu phải biết như thật về bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ chúng ta biết để chi? Vì bốn niệm xứ đó, tứ niệm xứ đó, chúng ta biết là để chúng ta đi ở trong cái hành xứ đó, đi ở trong hành xứ đó. Khi nào mà mình không còn làm công việc gì nữa thì mình sẽ an trú vào một trong bốn cái niệm xứ này. Một là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là chúng ta một trong bốn cái niệm xứ này. Chúng ta phải tìm một cái niệm xứ nào đó để mà chúng ta an trú ở trong. Thì như vậy đó là gọi cái vị tỳ khu đó là coi như là khéo léo. Khéo léo mà biết tìm cái chỗ để mà an trú. Rồi cái người chăn bò đó, khi mà lấy sữa con bò ra đó là coi như là không có vắt cho đến khô kiệt. Có nghĩa là biết rằng đó, cái người mà vắt sữa bò đó, người ta vắt, người ta cũng chừa lại một ít sữa ở trong cái vú của con bò. Có nghĩa là người ta không có dắt cho cạn kiệt. Thì cũng vậy, đối với đời sống của vị tỳ khu á, cũng biết thọ nhận những cái món vật dụng một cách vừa đủ thôi, một cách vừa đủ thôi, chứ không phải là mà thọ dụng dư ra để tháng sau xài, hoặc là để thôi để ngày mai xài, để từng tớ xài, vân vân.
Đó, như vậy á, là không có được đó. Rồi cái thứ 11 á, là cái người chăn bò phải biết chú ý để mà săn sóc những con bò đực, những con bò vàng, xin lỗi, những con bò đực, những con bò già, những con bò đầu đàn. Thì cái người chăn bò phải biết chăm sóc những cái con bò này. Thì cái vị tỳ khưu cũng vậy, cái vị tỳ khưu phải có cái sự tôn kính đặc biệt đối với những cái vị trưởng lão, những cái vị đã xuất gia lâu ngày rồi đó. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi nói lên cái bài pháp này để làm chi, chúng tôi nói lên cái bài pháp này để làm chi quý vị, có nghĩa là chúng ta đang học ở trong cái nghề nghiệp, chúng ta đang học ở trong cái nghề nghiệp, thì những cái nghề nghiệp nó cao quý thì nó sẽ đem lại cái điều cao quý cho những người xung quanh đó. Hoặc là nếu mà những cái nghề nào đó chúng ta không có được cái tính chất nó cao quý, thì chúng ta phải có cái sự rành rẽ trong cái nghề đó, dù là như Đức Phật nói là dù là cái nghề chăn bò cũng vậy. Chúng ta chăn bò chúng ta cũng phải biết cách chăn bò, cũng vậy. Rồi cái đời sống của cái vị tỳ khưu á, khi mà tu tập á, khi mà tu tập cũng phải biết cái cách tu tập đó, phải điêu luyện. Chúng ta bất cứ một trong một cái ngành nghề đó, chúng ta cũng phải có một cái sự điêu luyện. Cái sự điêu luyện này đó là do chúng ta, do đâu mà chúng ta có quý vị, không phải là như hồi xưa giờ mà chúng ta nói là bẩm sinh rồi đâu, mà do mình có cái sự học tập. Sao anh Tám ơi? Bây giờ thì mình đào gốc cây nó lên, hiện giờ mình phải lấp đất lại anh Tám, chứ giờ mình không, nếu đổ đất rồi lấp rồi sẽ đâu có kêu xuống móc gốc cây chi đâu. Thì mình phải móc lên anh Tám hả? Hả? Ừ. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì nói về những cái nghề nghiệp, nói về những cái nghề nghiệp, thì chúng ta bất cứ một cái nghề gì đó mình cũng phải thông thạo, dù cho miễn sao cái nghề đó đó nó không đem đến hại mình, không đem đến hại người được rồi. Mà dù cho cái nghề đó là ở trong xã hội người ta cho là thấp kém, nhưng mà đối với mình chỉ xét lại thôi, có hại người, có hại mình không, có hại người không, có hại cả hai không, không không có hại. Thì mình nếu mà mình chót mà mình sanh ra ở trong cái nghề đó rồi đó, thì mình phải coi như là mình là phải huấn luyện mình làm sao cho cái nghề của mình nó khéo ở trong đó, cái nghề của mình nó khéo ở trong đó quý vị. Đó là như vậy là nó sẽ đem lại cái đời sống an vui đó quý vị. Thấy rằng thậm chí là Đức Phật, thậm chí Đức Phật mà nói lên cái nghề chăn bò này, đó cái người chăn bò đó, bây giờ quý vị thí dụ như mà quý vị mình tưởng tượng đi, mình tưởng tượng nếu mà mình có một cái đàn bò đi, mà mình biết được cái người chăn bò đó người ta giỏi như vậy, quý vị có mướn người ta không, có thuê cả về chăn bò không, thuê liền mình mướn liền quý vị, tại vì cái người này giỏi quá. Chăn bò mà biết rõ được cái chỗ nào mà dẫn đàn bò lại uống nước, cái chỗ nào mà để mà đàn bò lội qua, cái chỗ nào để mà chăm sóc đàn bò, vân vân đó. Thành ra đó, chúng tôi về cái phần nghề nghiệp này đó, chúng tôi muốn nói rằng là mình phải khéo léo ở trong tất cả cái nghề nghiệp mà chúng ta biết nó mà không có đưa đến cái sự hại mình, không có đưa đến cái sự hại người, là nó tốt, là
nó sẽ đem lại cái sự an vui cho mình. Vậy thì ở trong cái câu kệ số 5 này, ở trong cái câu kệ số 5 mà chúng tôi giảng cho quý vị nghe trong cái những cái thời gian qua đó, nói về mà đa văn, có nghĩa là mình học nhiều, nghề nghiệp giỏi, học nhiều, nghe nhiều, rồi mình phải có cái nghề nghiệp giỏi nữa. Đến đây thì chúng tôi sẽ kết thúc, và ở trong kỳ sau đó, kỳ sau chúng tôi sẽ giảng về tới tới về cái lực, có nghĩa là nói về á giác, chúng ta cũng phải thông hiểu các cái lực. À, cái room này chúng ta sinh hoạt đến từ đến mấy giờ thì gì ở room này thường mình sinh hoạt từ các vị thuyết giảng từ 8:30 tới mấy giờ, và 8:30 đến 9:30 ha. Và bây giờ thì cái thời thuyết giảng của chúng tôi ở ở đây thì sẽ kết thúc ở trong cái phần nghề nghiệp rồi, ở trong cái nghề nghiệp rồi thì sau thì mình sẽ đến đến cái phần tiếp theo là nói về lực, thông một chút về lực. Vậy thì bây giờ còn được 15 phút nữa, 15 phút nữa chúng tôi sinh hoạt với đạo tràng. Không biết ở trong đạo tràng mình có ai có cái thắc mắc gì hay không, có đưa cái câu hỏi gì lên hay không. Nếu mà có đó thì chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị. Nếu mà có thì quý vị đưa lên, chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị. Chúng ta có thể cầm mic để chúng ta hỏi, hoặc là chúng ta có thể chúng ta sẽ dùng cách test chat nha. Xin mời quý vị ha. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học và thành kính tri ân sư sư Pháp Tính rất nhiều. Thời gian đến đây là vừa phải lễ, bây giờ mình còn 10 phút để Phật tử ngồi niệm Phật tĩnh tâm. Một lần nữa thành kính tri ân sư rất nhiều. Bây giờ mời quý vị ngồi niệm Phật hay niệm hơi thở, niệm tâm vài phút nha. Xin kính mời quý vị.